này. Ta cùng buông say trên bước đường dài như lời hứa anh đã nói. Vâng ạ, xưa ghi nhận và cảm ơn một tràng pháo tay thật lớn của thần đại có một vị để chào đón sự kiện của Bắc Triều Đoàn. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, các bạn trẻ nam nữ thanh niên của hai cháu của hai bên bốn họ, được sự phân công của họ tộc và đặc biệt là vợ chồng ông bà Đảo, được sự ủy quyền của gia đình, gia tộc, tôi đại diện cho họ nhà gái. Trước hết xin chân thành cảm ơn sự hiện diện và có mặt của các cô, các ông, các bà, các cậu, các cô, các dì, chú bác, bạn bè nam nữ thanh niên của hai cháu đã dành thời gian về chung vui hạnh phúc và chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Thay mặt cho gia đình họ nhà gái và nội tộc, ngoại tộc của họ nhà gái, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Và quá trình đón tiếp tại gia đình nhà gái có điều gì được bị sơ suất thì mong các cô, các ông, các bà, các cậu, các cô, các dì, chú bác, bạn bè nam nữ thanh niên của hai cháu thông cảm vì hạnh phúc trăm năm của các cháu, của cháu Cường và cháu Hường, thông cảm cho gia đình họ nhà gái chúng tôi. Và hôm nay tại gia đình họ nhà gái chúng tôi xin công nhận cháu Cường là rể của ông bà Đảo và là rể của họ nội ngoại tộc chúng tôi. Bạn rất mong các cô, các ông, các bà, họ nhà trai tiếp tục giúp đỡ bảo ban cháu Hường để cháu xứng đáng với là dâu Hiền và rể Thảo đối với lại các cụ, các ông bà trên đó và cũng hai bên bốn họ. Một lần nữa thay mặt cho gia đình họ nhà gái xin trân trọng cảm ơn và xin chúc quý vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể bạn bè nam nữ thanh niên của hai cháu có một sức khỏe tiếp tục tham gia cống hiến và xây dựng hạnh phúc gia đình trăm năm hạnh phúc cho các cháu Cường và cháu Hường. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn những tình cảm, những lời phát biểu tuy có ngắn gọn nhưng rất là đầy đủ ý nghĩa của Bác Triển Đoàn đại diện gia đình họ gái. Và nhân dịp đầu xuân năm mới thì thay mặt cho anh em trong trung tâm tổ chức sự kiện Từ Cưới Ngọc Lăng cũng xin được kính chúc bác có một sức khỏe dồi dào, mãi mãi là tấm gương sáng cho các cháu của mình học tập và noi theo. Và ngay sau đây thì ban tổ chức của gia đình xin mạn phép được mời Bác Triển Đoàn đại diện gia đình họ nhà trai, bác sẽ cùng hiện diện đến sân khấu một lần nữa. Hai bác sẽ cùng dành cho nhau một cái ôm, một cái bắt tay để kết tình đồng dài hữu hảo giữa nhà. Và xin mời chúng ta cùng lùi vào trong tay thật lớn để chúc mừng cho mối tình đồng gia của hai gia đình trong buổi chiều nay. Và ngay lúc này thì cũng đã đến giờ thanh long giọt đau, giờ phải đoàn đại duyên.